Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 16 phẩm song yếu. Ai mặc áo cà sa? Tâm chưa rời uế trược. Không tự chế, không thực. Không xứng áo cà sa. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều khao khát niềm vui và hạnh phúc. Dù là một người bình dị hay sống giữa chốn thị thành náo nhiệt, niềm vui luôn là mục tiêu mà ai cũng hướng tới. Nhưng niềm vui thực sự là gì? Liệu có phải nó chỉ đơn giản là sự thoải mái trong khoảnh khắc hay là điều gì đó bền vững, vượt ra ngoài sự hưởng thụ tạm thời? Câu Kinh Pháp Cú mà chúng ta đề cập đến hôm nay mang đến một cái nhìn sâu sắc về khái niệm niềm vui và sự an lạc bền vững trong đạo Phật. Nay vui, đời sau vui. Làm phước, hai đời vui. Nó vui, nó an vui. Thấy nghiệp tịnh mình làm. Những câu kệ này dường như rất đơn giản. Nhưng bên trong chúng là triết lý sâu xa về việc làm thế nào để đạt được niềm vui không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai cả ở kiếp này và kiếp sau. Trong đạo Phật, niềm vui không chỉ đơn thuần là cảm giác hạnh phúc hay thỏa mãn nhất thời. Đó là sự an lạc từ bên trong, sự hài lòng và tĩnh lặng trong tâm hồn khi biết rằng mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết làm phước, và đặc biệt là đã tạo nghiệp lành. Khi nói về niềm vui trong câu kệ, Đức Phật không chỉ muốn nói đến niềm vui nhất thời mà con người thường cảm nhận khi thỏa mãn các dục vọng của mình. Những niềm vui đó dễ đến nhưng cũng dễ tan biến, để lại những nỗi khổ đau và sự trống rỗng sau cùng. Niềm vui mà Đức Phật muốn chúng ta hướng đến là niềm vui thực sự, niềm vui phát sinh từ việc làm điều thiện, điều lành hay còn gọi là làm phước. Khi chúng ta làm những điều tốt đẹp, chúng ta không chỉ cảm nhận được niềm vui ngay trong hiện tại, mà chính những hành động đó cũng góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta. Đức Phật đã dạy rằng, những hành động chúng ta thực hiện hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà còn cả kiếp sống tương lai. Việc làm phước trong kiếp này không chỉ mang lại sự an lạc, mà còn tạo ra những hạt giống thiện lành, đưa chúng ta đến một kiếp sống sau tươi sáng. Đây chính là ý nghĩa của, nay vui, đời sau vui. Hãy tưởng tượng rằng, khi chúng ta làm một việc thiện, không chỉ bản thân chúng ta cảm nhận được niềm vui mà ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy sự ảnh hưởng tích cực. Niềm vui không chỉ dừng lại ở một người, mà nó lan tỏa, tạo thành một vòng xoáy tích cực cho cuộc sống của mọi người. Nhưng đặc biệt, khi chúng ta thấy rằng những hành động thiện của mình không chỉ là sự tốt đẹp bề ngoài, mà còn là cách để thấy nghiệp tịnh mình làm, thì niềm vui đó trở thành sự an lạc thực sự. Câu kệ này cũng nói về việc nhìn thấy nghiệp tịnh mình làm. Vậy nghiệp tịnh là gì? Trong Phật giáo, nghiệp được hiểu là những hành động của chúng ta, cả về thân, khẩu, và ý. Nghiệp là những gì chúng ta tạo ra thông qua suy nghĩ, lời nói, và hành động. Nghiệp tịnh là nghiệp trong sạch, là những hành động không bị ô nhiễm bởi tham lam, sân hận, si mê. Khi chúng ta thực hiện những hành động trong sạch, chúng ta không chỉ làm phước cho hiện tại mà còn thanh tịnh hóa nghiệp của mình. Điều này giúp chúng ta tránh xa khỏi những hậu quả xấu trong tương lai và hướng đến sự giải thoát. Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được nghiệp tịnh? Đức Phật dạy rằng, chúng ta cần phải tu dưỡng cả thân và tâm. Việc làm phước không chỉ là hành động bên ngoài như giúp đỡ người khác hay thực hiện những việc thiện. Điều quan trọng là tâm trí của chúng ta phải trong sạch, không bị lôi cuốn bởi những động cơ ích kỷ hay dục vọng cá nhân. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, hành động của chúng ta sẽ trở nên chân thực và có ý nghĩa hơn. Trong đời sống thường ngày, có rất nhiều cách để chúng ta làm phước và tạo nghiệp lành. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ như giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, hay chia sẻ niềm vui với người xung quanh, chúng ta đã có thể góp phần tạo ra nghiệp tốt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải giữ cho tâm trí mình luôn trong trạng thái tỉnh thức và không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át. Khi chúng ta thực hành thiền định và chánh niệm, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình hơn, từ đó tránh xa được những hành động gây nghiệp xấu. Niềm vui từ việc làm phước không giống với niềm vui thoáng qua từ những thú vui vật chất.
Nó không đến từ sự sở hữu hay hưởng thụ, mà đến từ cảm giác hài lòng và an vui bên trong. Khi chúng ta biết rằng mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã giúp đỡ người khác, đã góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui thực sự. Cuối cùng, câu kệ nhấn mạnh rằng niềm vui không chỉ giới hạn ở hiện tại mà còn kéo dài đến cả đời sau. Đây là một trong những nguyên lý cốt lõi của Phật giáo về nhân quả và nghiệp báo. Khi chúng ta gieo những hạt giống thiện lành hôm nay, chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp không chỉ trong kiếp sống hiện tại mà còn trong những kiếp sống sau. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động của mình đều có hệ quả, và việc sống một cuộc đời đạo đức, làm phước là cách tốt nhất để đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Tóm lại, câu kinh pháp cú này mang lại cho chúng ta một bài học quý giá về niềm vui và sự an lạc trong cuộc sống. Để có được niềm vui thực sự, chúng ta cần phải làm phước, hành động thiện lành, và quan trọng hơn là phải luôn giữ cho tâm trí mình trong sạch. Chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới có thể tận hưởng niềm vui ở hiện tại và xây dựng một tương lai hạnh phúc cho cả đời này và đời sau. Nguyên lý Phật giáo về nghiệp và nhân quả. Trong đạo Phật, nghiệp karma và nhân quả là hai khái niệm trung tâm, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa hành động và kết quả trong cuộc sống. Câu kinh pháp cú, nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm, gợi ý rằng niềm vui và hạnh phúc không chỉ được trải nghiệm trong hiện tại mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống tương lai, nhờ vào việc làm phước và tạo nghiệp lành. Khái niệm về nghiệp karma. Nghiệp trong đạo Phật không chỉ đơn thuần là hành động, mà còn là động lực và kết quả của những hành động đó. Nghiệp bao gồm cả hành động, lời nói và suy nghĩ. Theo giáo lý Phật giáo, mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ hay lớn, đều tạo ra một dạng năng lượng hoặc ảnh hưởng nhất định, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và của người khác. Điều quan trọng là nghiệp không chỉ là hành động hiện tại, mà còn là kết quả của những hành động trong quá khứ và sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nghiệp có thể được chia thành nghiệp thiện, hành động tốt, và nghiệp ác, hành động xấu. Nghiệp thiện là những hành động xuất phát từ lòng từ bi, trí tuệ và sự chân thành, trong khi nghiệp ác là những hành động do tham lam, sân hận và si mê. Theo Phật giáo, những hành động thiện sẽ mang lại kết quả tích cực và hạnh phúc, trong khi những hành động xấu sẽ dẫn đến khổ đau và phiền muộn. Nhân quả trong đạo Phật. Nhân quả, hay còn gọi là quy luật nhân quả, là nguyên lý cho rằng mỗi hành động đều có kết quả tương ứng. Trong đạo Phật, quy luật này được hiểu rằng không có sự việc nào xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà mọi sự đều có nguyên nhân và kết quả. Nếu chúng ta gieo những hạt giống tốt, tức là thực hiện những hành động tốt, chúng ta sẽ thu hoạch những quả ngọt trong tương lai. Ngược lại, nếu chúng ta gieo hạt giống xấu, chúng ta sẽ phải gặt hái những quả đắng. Nhân quả không phải là một sự trừng phạt hay thưởng phạt của một lực lượng siêu nhiên, mà là kết quả tự nhiên của hành động. Ví dụ, nếu chúng ta giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, chúng ta không chỉ làm điều thiện mà còn tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình. Điều này có thể dẫn đến việc nhận lại sự giúp đỡ và hỗ trợ khi chúng ta cần. Tương tự, nếu chúng ta hành động với ý đồ xấu, những hành động này có thể tạo ra xung đột và mâu thuẫn trong cuộc sống của chính chúng ta. Làm phước và tạo nghiệp lành. Câu kinh pháp cú chỉ ra rằng, làm phước không chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại mà còn đảm bảo hạnh phúc ở đời sau. Làm phước ở đây không chỉ đơn thuần là việc thực hiện các hành động tốt, mà còn là việc tu dưỡng tâm trí để có thể thực hiện những hành động đó với sự chân thành và lòng từ bi. Làm phước bao gồm các hoạt động như bố thí, giúp đỡ người khác, giữ giới, và thực hành thiền định. Những hành động này không chỉ có tác động tích cực đến người khác mà còn mang lại sự an lạc và bình yên cho chính bản thân người thực hiện. Khi chúng ta thực hành làm phước, chúng ta không chỉ đang tạo ra nghiệp lành cho hiện tại mà còn đang xây dựng nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc và an vui trong tương lai. Mối liên kết giữa nghiệp và niềm vui. Niềm vui trong đạo Phật không chỉ là cảm giác hài lòng tạm thời mà còn là sự bình an và hạnh phúc bền vững. Khi chúng ta sống đúng với nguyên lý nhân quả và tạo nghiệp lành, chúng ta cảm thấy hạnh phúc sâu sắc hơn. Niềm vui này không phải chỉ là sự thoải mái tạm thời, mà là một trạng thái tinh thần bền vững, được xây dựng từ việc thực hiện các hành động thiện lành và từ bi. Khi hành động với lòng từ bi và trí tuệ, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc trong chính bản thân.
Sự hài lòng này đến từ việc chúng ta sống đúng với giá trị và nguyên lý mà chúng ta tin tưởng, giúp chúng ta cảm thấy an vui và thanh thản. Sự quan trọng của việc nhìn nhận nghiệp. Để đạt được niềm vui bền vững và an lạc, chúng ta cần nhận thức rõ về nghiệp của mình và làm việc để làm sạch nghiệp xấu. Việc nhận biết và hiểu rõ nghiệp tịnh giúp chúng ta điều chỉnh hành động và suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn. Khi chúng ta thấy rõ những ảnh hưởng của nghiệp đối với cuộc sống, chúng ta có thể chủ động thay đổi hành động và tạo ra những kết quả tích cực. Thực hành tâm từ bi, giữ giới và tham gia vào các hoạt động làm phước là những cách giúp chúng ta tạo ra nghiệp lành và đạt được niềm vui bền vững. Khi chúng ta sống theo những nguyên lý này, chúng ta không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại mà còn đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp nhiều thách thức và cơ hội để hành thiện, làm phước. Từ lâu, việc làm phước đã được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra niềm vui và sự an lạc trong cuộc sống hiện tại và cả ở tương lai. Trong đạo Phật, việc làm phước không chỉ đơn thuần là những hành động từ thiện mà còn là một phương pháp quan trọng để xây dựng và duy trì nghiệp lành, giúp chúng ta đạt được sự thanh thản trong tâm trí và cuộc sống. Làm phước hay hành thiện có thể hiểu đơn giản là những hành động mang lại lợi ích cho người khác và cộng đồng, không vụ lợi cho bản thân. Đây có thể là những việc làm nhỏ nhặt như giúp đỡ một người bạn, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hay những việc lớn lao như ủng hộ tiền bạc cho các tổ chức từ thiện. Dù là những hành động nhỏ hay lớn, tất cả đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực không chỉ đối với người nhận mà còn đối với bản thân người thực hiện. Một trong những cách thực hành làm phước hiệu quả là thông qua hành động từ bi. Từ bi không chỉ là lòng thương cảm đối với những người gặp khó khăn, mà còn là sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ, nếu bạn thấy một người hàng xóm đang gặp khó khăn trong việc làm vườn, bạn có thể giúp họ một tay mà không mong đợi được đền đáp. Những hành động như vậy không chỉ giúp người khác cảm thấy bớt căng thẳng mà còn khiến tâm bạn trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Bên cạnh việc hành thiện thông qua hành động, việc trì giới và thực hành chánh niệm cũng là những phương pháp quan trọng để làm phước. Trì giới trong đạo Phật có nghĩa là giữ gìn các nguyên tắc đạo đức cơ bản như không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, và không sử dụng các chất gây nghiện. Những nguyên tắc này giúp chúng ta sống một cuộc sống đạo đức và hòa bình hơn, đồng thời làm giảm bớt sự xung đột và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tuân thủ các nguyên tắc này, chúng ta không chỉ tạo ra nghiệp lành cho bản thân mà còn góp phần tạo ra một môi trường xã hội tốt đẹp hơn. Chánh niệm, hay việc sống trong hiện tại với sự chú ý đầy đủ, cũng là một phần quan trọng trong việc làm phước. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta chú ý đến từng khoảnh khắc của cuộc sống mà không bị cuốn vào những lo lắng về quá khứ hay tương lai. Điều này giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an và hài lòng trong từng hành động của mình. Ví dụ, khi bạn ăn cơm, thay vì để tâm trí lang thang, hãy tập trung vào từng miếng cơm, cảm nhận hương vị và chất lượng của thực phẩm. Sự chú ý này giúp bạn tận hưởng bữa ăn hơn và đồng thời làm giảm căng thẳng. Một ví dụ thực tiễn khác về việc làm phước là tham gia vào các hoạt động từ thiện. Bạn có thể tham gia vào các chương trình cứu trợ, tình nguyện tại các cơ sở xã hội, hoặc đơn giản là quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của những người gặp khó khăn mà còn giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình làm. Ngoài ra, việc học hỏi và thực hành trí tuệ cũng là một phần của làm phước. Trí tuệ ở đây không chỉ là kiến thức mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về cách sống một cách ý thức và có trách nhiệm. Khi bạn học hỏi và áp dụng các giáo lý Phật giáo, bạn có thể hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa nghiệp và kết quả của các hành động. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống và làm phước một cách có ý thức hơn. Làm phước không chỉ là một hành động duy trì để tạo ra nghiệp lành mà còn là một cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn mà còn tạo ra một không khí tích cực và hòa bình xung quanh bạn. Điều này có thể giúp cải thiện mối quan hệ gia đình, bạn bè, và cộng đồng, tạo ra một môi trường sống dễ chịu và đầy ý nghĩa. Tóm lại, việc làm phước là một phần quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Dù là qua hành động từ bi, trì giới, thực hành chánh niệm, hay tham gia vào các hoạt động từ thiện, tất cả đều góp phần tạo ra nghiệp lành và giúp chúng ta cảm nhận được sự thanh thản trong tâm trí. Khi bạn thực hành làm phước,
Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp chính mình đạt được sự an lạc và niềm vui trong cả đời này và đời sau. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều thử thách và áp lực. Dù có nhiều tiến bộ và tiện nghi, chúng ta vẫn thường xuyên đối mặt với căng thẳng, xung đột và những cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Để tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong môi trường đầy biến động này, việc áp dụng các nguyên lý của Phật giáo vào đời sống thực tiễn có thể là chìa khóa. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách ứng dụng nguyên lý làm phước và tạo nghiệp lành vào cuộc sống hiện đại để đạt được niềm vui và an lạc bền lâu. Tìm niềm vui trong các tình huống cụ thể. Khi chúng ta sống trong một thế giới bận rộn, dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm gia đình và các mối quan hệ xã hội, việc duy trì sự bình an trong tâm trí có thể trở nên khó khăn. Tuy nhiên, việc áp dụng các nguyên lý của Phật giáo không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn tạo ra niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống. Chánh niệm trong công việc. Công việc thường là nguồn gốc chính của căng thẳng và áp lực. Để ứng dụng nguyên lý làm phước vào môi trường công sở, bạn có thể bắt đầu bằng việc thực hành chánh niệm. Chánh niệm là khả năng tập trung vào từng khoảnh khắc hiện tại mà không để những suy nghĩ tiêu cực hay lo lắng chi phối. Khi bạn thực hành chánh niệm trong công việc, bạn sẽ nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn và giảm bớt lo lắng. Ví dụ, khi bạn đối mặt với một dự án quan trọng, hãy chú tâm hoàn toàn vào từng bước của công việc mà không để bị phân tâm. Điều này không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn mà còn mang lại cảm giác hài lòng và niềm vui trong quá trình làm việc. Từ bi trong các mối quan hệ. Quan hệ xã hội, đặc biệt là trong gia đình và bạn bè, có thể trở nên phức tạp và căng thẳng. Để duy trì hòa khí và tạo ra môi trường tích cực, việc thực hành từ bi là rất quan trọng. Từ bi không chỉ là sự đồng cảm với người khác mà còn là khả năng hiểu và tha thứ cho họ. Khi bạn gặp phải xung đột trong mối quan hệ, hãy áp dụng lòng từ bi bằng cách cố gắng hiểu quan điểm của người khác và thể hiện sự đồng cảm. Thay vì phản ứng bằng sự tức giận hay chỉ trích, hãy tìm cách giao tiếp một cách hòa nhã và xây dựng. Việc này không chỉ giúp giải quyết xung đột mà còn tạo ra mối quan hệ bền vững và đầy niềm vui. Bố thí và giúp đỡ người khác. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để tạo nghiệp lành và tìm thấy niềm vui là thông qua hành động bố thí và giúp đỡ người khác. Bố thí không chỉ là việc cho đi vật chất mà còn có thể là thời gian, sự chăm sóc, hoặc sự hỗ trợ tinh thần. Khi bạn tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người cần, bạn không chỉ tạo ra nghiệp lành cho mình mà còn mang lại niềm vui và sự hài lòng. Ví dụ, bạn có thể tình nguyện tại một tổ chức từ thiện, giúp đỡ người già hoặc trẻ em khó khăn, hoặc đơn giản là lắng nghe và hỗ trợ bạn bè trong lúc họ cần. Những hành động này không chỉ giúp bạn cảm thấy mình có ích mà còn tạo ra một sự kết nối sâu sắc với cộng đồng xung quanh. Giữ tâm tĩnh trong thử thách. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những thử thách không mong muốn như mất mát, bệnh tật hoặc thất bại. Để duy trì sự bình an và hạnh phúc trong những lúc khó khăn, việc áp dụng các nguyên lý của Phật giáo như sự chấp nhận và kiên nhẫn là rất quan trọng. Khi đối mặt với khó khăn, hãy nhớ rằng mọi thứ đều là tạm thời và có thể thay đổi. Thay vì chống cự hoặc cảm thấy đau khổ, hãy chấp nhận tình huống và tìm cách học hỏi từ đó. Thực hành thiền định và chánh niệm trong những lúc thử thách sẽ giúp bạn giữ được sự bình tĩnh và tìm thấy sự an lạc ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Xây dựng thói quen tốt. Cuối cùng, việc duy trì các thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường tích cực và đầy niềm vui. Hãy bắt đầu bằng việc thiết lập những thói quen nhỏ như thiền định mỗi ngày, viết nhật ký về những điều bạn cảm thấy biết ơn, và thực hành lòng từ bi trong mọi hành động của bạn. Những thói quen này không chỉ giúp bạn duy trì sự thanh tịnh trong tâm trí mà còn tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra nghiệp lành không phải là một mục tiêu nhất thời mà là một quá trình liên tục. Bằng cách áp dụng những nguyên lý Phật giáo vào đời sống thực tiễn, bạn có thể xây dựng một cuộc sống an lạc và đầy niềm vui không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Việc ứng dụng các nguyên lý của Phật giáo vào đời sống hiện đại không phải là điều quá khó khăn. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm, nhưng những lợi ích mà nó mang lại là vô giá. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực trong tâm trí và cuộc sống của mình. Thực hành làm phước và tạo nghiệp lành sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống đầy niềm vui và an lạc, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Suy ngẫm và kết luận, hướng tới niềm vui hai đời.
Cuộc hành trình tìm kiếm niềm vui và an lạc là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Trong bài viết này, chúng ta đã cùng khám phá một câu kinh pháp cú hết sức sâu sắc, nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Câu kệ này không chỉ đơn thuần là một lời dạy về sự tương quan giữa hành động và kết quả, mà còn là một chỉ dẫn quý giá về cách chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và an lạc trong cả đời này lẫn đời sau thông qua việc làm phước và thực hành nghiệp tịnh. Để kết luận, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về những bài học quan trọng từ câu kinh này và khám phá cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để đạt được niềm vui bền vững. Niềm vui hiện tại và niềm vui đời sau. Câu kinh pháp cũ bắt đầu bằng việc nhấn mạnh niềm vui hiện tại và niềm vui trong đời sau. Đây không phải là một sự phân chia đơn thuần giữa hai khoảng thời gian, mà là một sự liên kết chặt chẽ giữa những gì chúng ta làm hôm nay và những gì chúng ta sẽ nhận được trong tương lai. Khi chúng ta hành động từ một tâm hồn trong sáng và tích cực, không chỉ niềm vui hiện tại sẽ đến với chúng ta, mà nó cũng mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc lâu dài trong đời sau. Việc làm phước không chỉ giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống hiện tại, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự hạnh phúc trong tương lai. Mỗi hành động tốt, mỗi sự giúp đỡ và mỗi hành động từ bi mà chúng ta thực hiện đều đóng góp vào việc tạo ra nghiệp lành, và chính những nghiệp lành này sẽ mang lại những kết quả tích cực trong cuộc sống sau này. Tầm quan trọng của việc làm phước. Khi nói đến việc làm phước, chúng ta không chỉ nói về những hành động lớn lao như quyên góp tiền bạc hay tài sản, mà còn bao gồm những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là việc giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn, lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng với người khác, hoặc đơn giản là thể hiện lòng từ bi và sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Những hành động này, dù nhỏ bé, nhưng khi được thực hiện với lòng chân thành và ý thức, chúng đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực sâu rộng. Chúng không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn đem lại sự hạnh phúc cho chính bản thân người thực hiện. Cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc từ việc làm phước chính là phần thưởng ngay lập tức mà chúng ta nhận được, và chính những hành động này sẽ tạo nên một dòng chảy nghiệp lành, dẫn đến sự an vui trong đời sau. Nhìn nhận nghiệp tịnh. Nghiệp tịnh không chỉ đơn thuần là việc tránh xa những hành động xấu, mà còn là việc tích cực thực hiện những hành động thiện lành. Việc nhận biết và làm rõ những nghiệp tịnh trong cuộc sống của chúng ta là một phần quan trọng của hành trình tu tập. Điều này đòi hỏi sự tự nhận thức sâu sắc về những hành động và suy nghĩ của chúng ta, cũng như sự kiên nhẫn và cam kết để thay đổi và cải thiện chúng. Để thấy được nghiệp tịnh của mình, chúng ta cần phải thường xuyên tự soi xét bản thân, học hỏi và phát triển bản thân một cách liên tục. Sự hiểu biết về nghiệp tịnh không chỉ giúp chúng ta nhận ra các hành động thiện lành mà chúng ta đã thực hiện, mà còn giúp chúng ta điều chỉnh và hướng tới những hành động tích cực hơn trong tương lai. Áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Áp dụng những bài học từ câu kinh pháp cú vào cuộc sống hàng ngày không phải là một việc khó khăn, nhưng cần sự nỗ lực và cam kết từ phía chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn duy trì sự chú ý và ý thức về những hành động và suy nghĩ của mình, và cố gắng thực hiện chúng một cách tinh tế và chân thành. Một cách đơn giản để áp dụng là bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy dành thời gian để giúp đỡ người khác, thể hiện lòng từ bi và sự cảm thông. Bằng cách này, chúng ta không chỉ tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh mà còn góp phần tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ. Chúng ta cũng cần phải chăm sóc và nuôi dưỡng tâm trí của mình thông qua việc thực hành thiền định, chánh niệm và tự phản ánh. Những phương pháp này không chỉ giúp chúng ta duy trì sự bình an và rõ ràng trong tâm trí mà còn giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về nghiệp tịnh và hướng tới hành động thiện lành. Kết luận, cuộc hành trình hướng tới niềm vui và an lạc trong cả hai đời này không phải là một đích đến cố định mà là một quá trình liên tục và đầy ý nghĩa. Những bài học từ câu kinh pháp cú đã chỉ ra rằng bằng cách làm phước và thực hành nghiệp tịnh, chúng ta có thể đạt được sự hạnh phúc trong hiện tại và đảm bảo sự an vui trong tương lai. Hãy nhớ rằng niềm vui và an lạc không phải là những điều đến từ bên ngoài, mà là kết quả của những hành động và sự tu dưỡng từ chính nội tâm của chúng ta. Đưa những bài học này vào thực tiễn và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúc bạn trên con đường tu tập và tìm kiếm niềm vui bền vững trong cả đời này và đời sau. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 16 Phẩm Song Yếu.
Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách áo lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 17 Phẩm Song Yếu.